đâu xa. Ở đâu đấy? Đang ở vườn quan trọng trong tính. Ủa giờ sáng nay không đi hả anh? Ở đây để trưa đi. Đợi gì không hả? Thôi quay chừng quay hoài vậy. Quay sát cái tái nó bự ra chứ. Đút cái tay vô thì thấy nó khác nha, mà quay sát nha. Cái con ấy á, cái con ấy đường hình những khổ cấp. Qua lấy được chưa đưa tiền luôn rồi. Bắt nó nhầm em. Mua được lắm chứ tiền ngon lắm. Cái này bao nhiêu trong? Cái này rút chậu ra chứ. Chán. Tại vì bắt em lấy rồi. Hay là không có chậu hả? Không chậu quá chứ. Xíu rồi nè. Bắt cái nhầm bà được mấy cây. Một cây chân rễ quá. Từ một cây kia mà không như để từ. Vì bán thịt chó không? Kênh tôi bán là đâu cần tái đâu. Vậy thôi quay chi. Cái này bao nhiêu đó chồng? Hai nửa. Làm luôn cả khá. Làm cả phần lỗ đây như tầm chậu cá. Có lý, có lý. Coi chứ cài luôn à. Cái ghế, cài nó dạng ghế. Mua ghế quất cần được dĩa, thịa đùm lum. Hả? Quất luôn rồi chứ. Lên nó mới đẹp chứ. Dĩa đùm lum. Thằng giá nhiêu anh trông? 8 mà mấy cái nhân cũng lộng không? Em quay lên là anh cứ vô anh hỏi giá à. Lửa. Không, ông khách ông xin. Nó xin nhiều nó ưa chồng. Lửa đó nào mà nó đen nó bầm bầm rồi đó. Cái nào cũng được, cứ hai bớt ra kia để chi nó xì coi. À, cái này em cứ lên là anh biết vườn rồi anh nó hỏi.